Mời quý vị và các bạn theo dõi thời lượng của nhịp sống kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, lãi suất cho vay nhà ở xã hội vừa được ngân hàng nhà nước công bố là 4,8% một năm. Gần 40% lao động ngành du lịch vẫn chưa thể trở lại làm việc. Giá thép cao kỷ lục tác động không nhỏ lên giá bán nhà và nhiều thông tin kinh tế thị trường đáng chú ý sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Giá dầu lại giảm do lo ngại dịch COVID-19 tăng cao ở Ấn Độ có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu tại nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới. Trong phiên giao dịch đầu tuần này, giá dầu thô Brent giảm 0,7% xuống 65,65 ,65 đô la một thùng. Dầu thô WTI giảm 0,4% xuống 61,91 đô la một thùng. Cả hai loại dầu này đã giảm khoảng 1% trong tuần trước khi số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ tăng kỷ lục. Thiếu hụt Paladi đang khiến giá kim loại này tăng liên tiếp. Giá kim loại Paladi đã tăng 1,7% lên 2.903,77 đô la một ounce. Giá kim loại được sử dụng trong chất xúc tác làm giảm khí thải ô tô này đã tăng khoảng 19% từ đầu năm tới nay. Các chuyên gia cho biết Paladi có thể vẫn bị thiếu nguồn cung trong năm, dự báo giá trung bình 2.800 đô la một ounce trong quý 2. Cà phê Arabica đã đạt mức giá cao kỷ lục từ năm 2017 do dự báo sản lượng của Brazil giảm Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 4,9 USD hay 3,6% lên 1,4.175 đô la một bi sau khi đạt đỉnh tại 1,4.415 đô la, cao nhất đối với loại hợp đồng giao sau 2 tháng kể từ tháng 8 năm 2017. Cà phê Robusta giao tháng 7 tăng 24 đô la hay 1,7% lên 1.440 đô la một tấn. Các đại lý cho biết nguyên nhân đẩy giá cà phê tăng do Brazil có thể thu hoạch ít hơn trong năm nay, trong khi nhu cầu dự kiến tăng ở Mỹ và châu Âu do việc hạn chế COVID-19 dần được nới lỏng và các quán cà phê mở cửa trở lại kinh doanh bình thường. Đồng nội tệ của Brazil mạnh hơn cũng hỗ trợ thị trường khi cản trở các nhà sản xuất bán ra. Trước tình hình giá thép tăng cao kỷ lục, nhà trao bán ra thị trường và đơn giá xây dựng đang đối diện nguy cơ tăng giá. Giá thép xây dựng đang khoảng 18.700 đến 18.800 đồng một kg, mức giá này cao hơn trên 40% so với thời điểm cuối tháng 3 năm 2020. Xây dựng một căn hộ chung cư, thép xây dựng chiếm khoảng 20% chi phí và khoảng 35% khi xây dựng một căn nhà liền kề. Như vậy, giá thép có thể tác động không nhỏ lên giá bán nhà. Các nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ mất toàn bộ lợi nhuận thi công, thậm chí là phá sản do tình hình giá thép tăng đột biến. Mặc dù Hiệp hội Thép Việt Nam và Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đều khẳng định, công suất sản xuất thép xây dựng trong nước khoảng 14 triệu tấn một năm, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trong nước khoảng 11 triệu tấn, tuy nhiên tình trạng thiếu thép xây dựng và giá tăng mạnh vẫn đang xảy ra. Ngân hàng nhà nước vừa có quyết định về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định. Mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội được áp dụng là 4,8% một năm. Với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán bằng phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Hội đồng tư vấn du lịch vừa công bố khảo sát khả năng chống chịu của doanh nghiệp du lịch trong dịch Covid-19 cho thấy đến tháng 3 năm 2021 vẫn còn 39% người lao động trong ngành du lịch chưa thể phục hồi việc làm so với trước dịch Covid-19. Kết quả khảo sát cho thấy đến tháng 3 năm 2021, có khoảng 61% số lao động trong ngành du lịch có việc làm so với trước dịch, trong đó tỷ lệ lao động trong các sở lưu trú có việc làm so với trước dịch là 61%, lữ hành quốc tế là 60% và bán hàng lưu niệm là 58%. Không chỉ vậy, dịch COVID-19 khiến doanh thu của các doanh nghiệp sụt giảm mạnh, ước tính có khoảng 56% số doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 ít hơn 25% so với năm 2019, trong đó chịu tác động nặng nhất là các doanh nghiệp du lịch nhỏ và siêu nhỏ của ngành lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa và vận chuyển du lịch. Công bố của VCCI mới đây cho thấy, sau 2 năm thực thi CPTPP, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vẫn rất thấp. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan CPTPP của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam năm 2019 chỉ đạt 1,67%, mức rất thấp. Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, xuất khẩu của Việt Nam đi các thị trường đã phê chuẩn CPTPP chỉ đạt kim ngạch sấp xỉ 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan CPTPP trong năm thứ hai này đã được cải thiện đạt 4%, song vẫn là tỷ lệ thấp theo Bộ Công Thương, nguyên nhân do hiệp định có nhiều quy định phức tạp, cùng với đó quy tắc xuất xứ có nhiều điểm mới và khác biệt so với các FTA khác, đòi hỏi thời gian để tìm hiểu và điều chỉnh sản xuất. Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, trong quý 1 năm 2021, xuất khẩu dệt may đang dần vượt qua cơn bĩ cực và trên đà khởi sắc. Thông tin Bộ Công Thương cho thấy trong quý I năm 2021, xuất khẩu dệt may đạt gần 9 tỷ đô la, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Dù vẫn chịu tác động lớn của đại dịch, nhiều doanh nghiệp cũng đã dùng rỉnh đơn hàng đến tháng 8, tháng 9 năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu sơ sợi dệt các loại trong quý I tăng 31%, kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 8,8%. Tương tự, các doanh nghiệp ngành da giày cũng khởi sắc khi có đơn hàng sản xuất dài hạn trở lại. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đã tìm ra được hướng đi phù hợp. Tuy dịch COVID-19 vẫn ảnh hưởng đến các thị trường truyền thống của Việt Nam, làm giảm nhu cầu một số sản phẩm thủy sản chủ lực, nhưng cũng là cơ hội cho các dòng sản phẩm có thời hạn bảo quản lâu, giá cả phù hợp xu hướng suy giảm kinh tế ở các nước trong quý 1, bên cạnh các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chủ lực, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản như ram khô, đồ hộp, chả cá, surimi có chiều hướng gia tăng, tạo tín hiệu tích cực cho xuất khẩu thủy sản những quý tiếp theo. Và xếp dự báo xuất khẩu thủy sản trong tháng 4 sẽ đạt 680 triệu đô la, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm nay lên 2,32 tỷ đô la. Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, chủ đầu tư dự án Hầm Hải Vân 2 cho biết, đơn vị sẽ thực hiện tăng phí trạm Bắc Hải Vân từ 0 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Mức phí sử dụng dịch vụ qua trạm thu phí Bắc Hải Vân sẽ được điều chỉnh tăng từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng một vé, tùy loại phương tiện. Trong đó, mức giá đề xuất đối với các nhóm 1, 3, 4, 5 tăng 40.000 đồng một vé, riêng nhóm 2 tăng 70.000 đồng một vé, thuộc nhóm có mức tăng vé cao nhất ở đợt điều chỉnh này. Thưa quý vị và các bạn, Nhịp sống kinh tế sẽ cập nhật những tin tức kinh tế thị trường đang chú ý trong tuần vào lúc 20 giờ 25 các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.